Tối 13 tháng 4, hôn lễ của Minh Tú và Christopher đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của người thân cùng nửa showbiz. Sau kết thúc hôn lễ, cô dâu mới xúc động chia sẻ dòng trạng thái biết ơn tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè. Sau 2 ngày diễn ra hôn lễ, Minh Tú đã có chia sẻ về hôn lễ. Trên Facebook, chân giải trí Nick bày tỏ sự xúc động vì nhận được quá nhiều tình cảm từ bạn bè. Cụ thể, cô dâu mới viết, mở thùng tiền ngồi khóc vì đọc những lời nhắn của mọi người, Minh Tú thật sự rất hạnh phúc vì tình cảm của mọi người dành cho Tú, ai trong chúng ta đều xứng đáng hạnh phúc. Từ sau khi Minh Tú công bố chốt đơn, rất nhiều sao Việt và bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nữ siêu mẫu. Trước ngày cưới, rất nhiều nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Lan Khuê, Duy Khánh, Puka, Hòa Minzy xác nhận đã nhận thiệp mời từ cô dâu Minh Tú. Hội bạn thân sau nhập ngũ còn rủ rê nhau chuẩn bị những tiết mục bất ngờ để dành tặng siêu mẫu Minh Tú trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Tối 13 tháng 4, nửa showbiz Việt như hội tụ đông đủ tại lễ cưới nàng mẫu đình đám, chứng tỏ mối quan hệ cực tốt của cô với các đồng nghiệp. Chính bởi sự thẳng thắn mà chân thành, Minh Tú được rất nhiều đàn anh, đàn chị, em út trong nghề yêu thương quý mến. Minh Tú công khai bạn trai người Đức tên Chris cuối năm 2021, anh sinh năm 1981, sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm, cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Hôm mùng 5 tháng 4, Minh Tú cùng bạn đời làm thủ tục đăng ký kết hôn, cô nói cảm kích khi anh xuất hiện trong cuộc đời, cùng nhau trải qua thăng trầm. Cô nhận ra anh là định mệnh cuộc đời. Trong giây phút thiêng liêng của lễ cưới, Minh Tú cảm ơn chồng vì đã xuất hiện trong cuộc đời, trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho cô. Người đẹp biết ơn vì Chris chưa bao giờ từ bỏ, luôn bên cạnh động viên, thấu hiểu, anh cùng cô vượt qua những biến cố, nỗi đau. Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng dành thời gian tri ân gia đình, đặc biệt là người bố qua đời hồi tháng 9 năm 2023. Cảm ơn mẹ ngày hôm nay đã rất xinh đẹp để có thể ngồi đây chứng kiến giây phút này của con. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành, ủng hộ, dạy dỗ để con trở thành phiên bản tốt hơn trên sân khấu này. Ba ơi, ngày hôm nay thì ba đã cùng con đi trên chặng đường mà hai ba con mình đã luôn nói về. Con cảm ơn ba luôn là ánh sáng che chở cho con, giúp con trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn ba luôn yêu thương, che chở cho chúng con. Con biết rằng, dù ở nơi nào đi chăng nữa, ba cũng rất hạnh phúc và chung vui cùng con trong giây phút này. Con nhớ ba rất nhiều. Cô nói, có thể thấy, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của cuộc sống, Minh Tú giờ đây đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên cạnh chồng. Đặc biệt hơn, những người bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh và chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của cô. Trước những lời nhắn nhủ từ bạn bè, Minh Tú bày tỏ sự xúc động và khẳng định ai dù cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Minh Tú, sinh năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp thi Miss Super National đoạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á và vào top 10. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên đại sứ hoàn mỹ Asia's Next Top Model. Cô tham gia đóng phim với các dự án Người tình, Hoa hậu giang hồ, Bố già.